Hello anh em, mình là Coca TV. Hôm nay mình test thử game Call of Duty Mobile chơi trên cái màn hình to này anh em nhé. Đó, vào chiến luôn em nhá, không phải dài dòng nữa. Bốn mạng luôn anh em ạ. Quá đẳng cấp luôn. Đây có một thằng đây này. Úi trời ơi. Màn hình to này thì ngắm đầu thì không phải nghĩ anh em ạ. Toàn đầu bắn thôi, không phải ngắm đi đâu hết. Đây, có thằng đây rồi. Đâu rồi ta? Chúng mặt quá hả? Đấy, có máy bay do thám rồi. Trước mặt có một hai thằng. Trong đây có hai thằng này. Ok, mình sẽ máy bay vào luôn anh em ạ. Hết đạn. Đẳng cấp luôn. Bay đầu luôn anh em ạ. Tí chết anh em ơi. Quá đẳng cấp luôn. Trong đây có thằng này. Tuyệt vời. Trong đây có thằng như này. Chạy. Đi coi chơi đâu lại đi anh em ạ. Chà. Tí nữa ăn cả team nó anh em ạ. Đây là Jim Play. Là tua lại anh em ạ. Đây quân mình, được quân nó. Quá đẳng cấp luôn. Đài cho lỗ, đúng đít hai thằng này nhé. Thằng này đây. Có được còn 2 năm tiếp à. Ok. Quá đẳng cấp luôn. Phía kia có hai thằng đằng trước à. Đâu rồi ta? Trong nhà này à? Đây. Chạy đâu cho hết nắng em ơi. Còn một thằng đằng trước à? Không phải anh ơi. Chạy đâu cho hết nắng em ơi. Phá thế nhờ. Phá phép nhờ anh em nhờ. Khá phép. M16. Phá phép luôn anh em ạ. Đấy chả M16 tắt êm phép nhờ. Cái auto tắt có ra gì không? Cả phết anh em ạ. Quá rực rỡ luôn. À trước mặt có hai thằng. Quá rực rỡ luôn. Sau này còn thằng này. Đi bên nhà nó. Vừa kịp nhìn lên bản đồ anh em ạ. Anh. Được phết anh em ạ. Ông thì bắn được phết đấy. Ra gì mà này lọ phết đấy. Ôi đây thắng rồi anh em ạ. Quá easy luôn anh em ơi. Chơi rất là ngon luôn trên cái
Hanwha K3 này, xong rồi view lên màn hình to này, chơi rất là đẳng cấp anh em nhé, rất là đẳng cấp luôn. Đó thì anh em mà có quan tâm đến sản phẩm này thì cứ liên hệ với số điện thoại này, Facebook, Zalo nha. Đấy, ở bên này này. Đấy, em cứ liên hệ để đấy nha, thì bên mình sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em chọn được một cái bộ chơi game ưng ý nhất và phù hợp nhất với anh em nhé, mà view lên màn hình to đùng này luôn, chơi cực kỳ phê luôn anh em nhé, rất là thích luôn nha. Ok, cảm ơn anh em ạ. À. Xin chào anh em, bye bye.